Hold up. Death Rider này chứ. Rồi tôi bị mất một cái kiếm kim cương. Trời, sao kéo một cái cây gỗ của bóp thôi, giật luôn đi. Hay quá anh chú ơi. Bút luôn. Đâu em có cái hộp nào xịn xịn không, quăng ra cho anh đi. Ủa em tưởng em quăng ra rồi ai ngờ giữ trong người em. Từ từ để lấy em về rồi đưa anh. Để em dục hết đồ trong đây rồi em tính. Stone, ôi. Ô cái này stone mà đúng ghê luôn á, tầm 11% máu nè. Cái này là gì ơi? Cầm hai tay được không ta? Được anh ơi. How cool. Làm sao để cầm hai tay? Tay anh khỏi chưa? Tay anh chưa khỏi em ơi. Ok, à. Bù đang chiến đấu rất là đã rồi. Các bạn nghe. Ồ, có con quỷ, con ma dơi ở đây luôn kìa. Không có gì sướng bằng đi hang. Ê, thấy thằng nào bơi dưới đánh dính quả ra mắt. Ok. Anh đúng ghê luôn á bạn ơi. Bù cảm thấy hài lòng rồi đó. Bù cảm thấy hài lòng rồi nè chuối. À! Xuống đây chuối. Xuống đây chuối. Nè. Cái gì vậy ba? Legendary nè. Legendary nè. Đó, mở. Okay. Mở cho. Ủa? Gì vậy? Dạ. Thì cụ cải. Ồ. Có bình. Ồ. Ôi ê, ê đâu vậy? Nó đóng đồ luôn kìa. Mở cái đồ kim cương các bạn ơi. Rồi ngon lạnh rồi. Em không chụp được. Đâu vậy? Ồ, một cái đồ sexy. Chain boot rồi. Chain boot. Đồ tàu lao. Chain boot rồi được cái gì? Cái bộ đồ lưới á. Đúng rồi, lưới sắt á. Ok, Bu đi tiếp đây, Bu cảm thấy là trong đây có... Wow, những con nhện ở trong đây. Ở đây có mấy cục gì kìa. Ôi, lực cơ, lực cơ, nó bút đồ rồi. Mở coi có gì bên trong. Một cái hàng gào đúng phế luôn. Legendary mở ra một cái đường gai vô. Rồi một cái quần này, cái quần mình đang thiếu, bận vô luôn. Trời ơi, trời có lượm vô mấy cái tờ chết của mình không. Cái mod tờ chết là phế vật. Ê biết nè, có một cái xịn nè à. Trời nó cho hai cái đĩa luôn à. Ồ, có một cái ngọc emetic. Được một viên ngọc vua anh ơi. Tiền được cái mặt của mắt cả à. Mình ép vô mình có thể tăng tốc độ đánh nè, tăng cận chiến nè, tăng phép thuật nè. Kiểu à, mấy con nhện thường á là nó kiểu leo lên tường đồ này nọ, kiểu nó không có giống thật. Nhưng mà mấy con nhện này á, nó leo kiểu nó lực ngực nó lại y như thật vậy anh. Mấy cái cục này mình đang cần chao o. Mấy cục chao o này nè. Cục chao Bissamon hả? Bissamon để bữa nào mình livestream cho các bạn VTW Khánh nha. Mình sẽ livestream Bissamon với chao. Là này với đọc, là đọc là chao vậy thôi chứ thực ra là chaos gì đó, đúng không? Chaos. Bu. Chaos. Anh đụng một cái viên ngọc tên là Amethyst, tức là thạch anh tím á. Thạch anh tím này nó ghi là có thể là cần em biết cái ép đồ vô. Thấy rồi, em nhìn cái anh có bao nhiêu cục? Một cục á. Tụi mình cần 4 cục lận. Okay, 4 cục mới ép được hả? Mà em ở đây dưới đây em không có cái cúp nhưng mà em thấy ở đây có quá trời quặng lạ luôn nè. Đâu, okay, để ATB qua cho. Anh em xuống đây lấy hết mấy cái quặng đó lên đi, tôi không có đủ chỗ. Đâu. Tôi muốn lên trên. Nè, đó, quá trời quặng lạ luôn. Ủa mát phải chạy đâu mát, trời đó, ơi là trời. Ôi ôi, con gà hoang. Bữa nào mình sẽ làm season 2. Ôi. Quá trời quặng lạ luôn kìa. Ok, có vẻ là ổn định đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chụp cái đĩa này ra đây. Hello. Ôi. Cần. Chụp cái đầu của con mập luôn. Ủa lộn. Ý quặng này quặng chao kìa. Kìa. Ê bố. Kìa. Chỉnh về chế độ bằng yên rồi xong em bật lại normal đi. Nó đang hiện tại quá nhiều quá lắc á. Ok. Con dê nó dám hút máu em, nó kinh khủng quá. Nói chung là thì cái mất phát này. Anh có lọc quen không? Không em ơi. Anh không có thời gian để có gấu. Nè Amethyst nè anh ơi. Cái Amethyst anh nói nè nhưng mà em không có cái cúp xịn. Từ từ. Em tới chưa?
Ý là em tắt về bình yên rồi xong rồi. Rồi chưa? Tắt về bình yên bật lại rồi. Đập là đập, nó... đập đá củi nó ra liền. Kiếm mạnh đi, kiếm mạnh đi, làm ơn. Tôi quay nhiều quá rồi. Trời ơi, nó cho cái liềm gỗ. Trời ơi, thiếu cái búa nữa thôi. Oh my god. À, có người anh em nào xuống dưới đây à, lấy cái cục amethyst như chuối nói lên à. Dạ, em nghe. Thấy trên này chết chưa? Chết quá. Wow. Em vừa nghe cái chuyện mà nghe tới cây búa, em hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi. Nè, tạo được cái liềm nè, ba cục đá lửa với một cây gậy là ra cái liềm nè, còn cái búa thì để buộc coi. Không, ở đây không có búa, Siêu thoát. Vâng. Thôi kệ đi, lấy cái cúp làm búa cũng được. Nhớ cái quặng trao này làm được cái gì phép thuật nè. Ừ. Chú ơi, anh có cái cúp xịn hôm qua lấy mấy cục này nè. Cái amethyst anh nói nè. Anh qua liền. Chào bạn. Rồi đủ 4 cục luôn. Lấy đi người anh em à. Chúng ta đang rất là cần nó. À, nói chung là cái mod này là nó quan trọng nhất là mấy viên ngọc này nè các bạn. Cái trao này là gì ta? Trao rồi. Ừ. Nó đâu rồi? Nằm đâu ta? Trời ơi, toàn mấy cái gì không à? Đào bằng cái cúp sắt không có đào được trao. Nhưng phải đào bằng cái cúp kim cương mới ra trao. Rồi, xác định luôn. Rồi, xác định luôn, nãy giờ mình ủ mấy cái cục trao rồi. Để mình TP qua Buran. Từ. Đâu amethyst nè, đâu bung. Đi theo em. Ê, người anh em. Đào được không? Được nè. Được này, được kinh nghiệm nè. Từ, Heli. Làm được cái cúp á, thử cái cúp đó. Ồ, ngon á. Cái gì đây, số gì đây ra cái. Rồi, cái đi đó, trời ơi. Đi theo em chú ơi. Cái cục amethyst anh nói nè. Từ, con gì kìa. Nó bắt đầu hiện hình rồi nè, từ, nó đang tới. Bình tĩnh. Ủa? Rồi đó, anh đào đi, em đánh nó cho anh đào đi. Em bảo vệ anh nha. Ok, lẹ nha. Rồi. Anh lại đến mấy giờ, anh lại khoảng đến 1 giờ rưỡi á bạn ơi. Hình như nó bị nhốt ở trọng á. Quá. Hình như cái này làm được cũng xịn nó bung. À qua rồi em nghĩ tới có biển nè mấy cái gì cơ. Rồi xong, chết rồi. Rồi tiếp đi. Lượm mấy cục đó về. Rồi ok em lượm rồi. Mấy cục này làm được Ủa sao cái này lắc mập nó dục ra đóng đồ luôn kìa. Torbat Emperor Helidos. Ok. Rồi bây giờ mình về đi rồi coi em có. Ủa. À trên đây có đang ở nhà không trên đây? Có TP lên em đi. Làm vlog cho nó mát đi. Ok á. Ê có sắt chưa? Có ai có sắt chưa? Có lá. Bùa không có, nãy giờ bùa. Tôi có được một cục. Không, ý là về tới nhà được có cầm chai hát mở gương em ơi. Trên đây là gọi là về tới nhà. Đúng không nè. Về tới nhà đừng có cầm mà. Ông để trong kia đi, ông để trong cái rương kia đi. Trời ơi là trời. Trời. Make it rain. Make it rain. Nè, cho em ba nè trên đây. À! Về tới nhà đừng có cầm hai kiếm, Quên. Có ai thiếu cái kim cương không? Em có 5 cây. Bu cũng có 2 cây cầm trên tay rồi. Ôi ơi, ba quỷ kìa. Con quỷ đó quỷ bắt hả? Rồi xong giết nó luôn rồi. Em nghĩ là ủa mình có bao nhiêu viên em mình nghĩ là mình sẽ làm cây cúp amethyst thì này là tốc độ đánh nó tăng lên 90% và nó có melee. Rồi, tôi sẽ mở hai cái. Thành luôn. Hey. Quên. Hey. Được không ta? Rồi, bu làm cây cúp aquarium với lộn aquamarine gì đó, marine gì đó. Chui. Cái kiếm của em lại dính cái kiếm gỗ rồi. Cái cúp của em có mẹ nè. Cái cúp. Ồ, cái này là có bộ em thích rồi mấy đứa ơi. Bu. Hả? Đó nè bu. Đâu. Cái ok anh tốc độ nhiêu? Ok em tốc độ là 9. Bu giá rồi. Tốc độ 5.4. Ủa anh đèn kìm cho anh coi đó nha, anh đèn cái hình cây Tavis biết là tốc độ 7. Đúng rồi, em 9 của em xịn hơn. À level nhiêu của anh, level nhiêu? Harvest level. Ủa, level gì? Ở đâu? Trên cái 2. Em cũng 2 vậy là chắc em hơn anh tốc độ. Ôi, 2 đúng không? Giờ mình xuống mình đi đào thử chú ơi. Gỗ. đi đào cái cục khay ao gì á. Ủa mà cái đường đó anh đi ở đâu em quên rồi. Anh cũng quên. Để anh bỏ vô mấy cái đồ ở nhà vô. Chúng ta hút cỏ nhiều quá rồi anh em à.
À, về tới rồi, thấy rồi, Wow, mấy con nhện nó đang hâm he mình kìa. Xuống đây, hello mày. Ồ, trong cái thế giới này mình không có sợ đói nữa. Ok, cầm lên, chúng ta sẽ đi như một vị thần đây. À, nhưng mà anh nghĩ là thôi, con gà kìa. ATV chó luôn ghê. À anh ơi, khi nào anh chơi truy kích? Truy kích thì thứ bảy chủ nhật bữa tối mình mới chơi truy kích thôi bạn ơi. Ngày thường mà không chơi truy kích. Em nghĩ là anh nên refresh lại mấy con quái là vừa đó. Refresh đi, Tôi xin đẹp rồi. Lâm. Ok. Còn rồi bây giờ là tụi mình cũng tỏi rồi ông ơi. Tụi mình tìm mấy viên khao là vừa. Có cái giường. Có cái giường ghê. Anh ơi, bao nhiêu đây nhiều đồ quá là không hết. Ồ, cái cúp của em đập lẹ quá chú ấy, xịn kìa. Cúp của em là cúp kim cương hả? À không, cái Aquamarine gì đó. Ơ, cái con gì đánh em vậy? Aqua cái gì nha. Rồi bắt đầu, nãy em nhớ là em đi hướng này. Cúp anh cũng đập lẹ mà. Đủ sai rồi. Rồi, qua đây đi chú. Nơi mình tới là ở đây. Rồi đi anh ơi, chơi Summoner luôn. Summoner là... À, Pura... Cái gì ta? Chú bị chìm xuống nước rồi hả? Có. Ủa sao nghe mà đứng được được không không anh bị xuống nước. Hay quá. Hay hả con dơ giận mặt với cụ. Rồi rồi vô đây đi, về đây đi. Ui. À Zeroth giờ này đi học hả bạn ơi? Ôi kim cương. Ủa không phải. Thôi nó delay ship rồi. Vậy là cỡ mấy giây là bu phải refresh lại một lần. Rồi, ở đây có rất là nhiều quặng xịn nha, cẩn thận nha. Đường lên đường nào ạ? Có ai có trên nhà không? Không. Không. Chết bà rồi. Chết rồi, giờ ê, sao? Vừa mới lụm vô. Em nhìn màu sắc em ghiền luôn á chú. Con chim. Ôi trời ơi, con chim nó bắt cắp tôi đi rồi kìa. Mặt quen gấu nữa, đúng rồi. Anh ta bởi vì anh đang coi đâu có gấu đâu. Tạo. Công nhận ở đây mấy viên ngọc hả? Đếm là hả? Không đếm nổi luôn á. Mình có thể làm một số đồ phép thuật á. Cái này là mình cần phép thuật. Phép này thôi. Mày. Vụ gì ở dưới vậy? Vụ gì đang ở dưới vậy? Hả? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ồ, giết sạch luôn rồi. Anh đào ra mấy con ra không mấy bắt giật á mà. Chiến sạch luôn. Ồ, em cũng đào nè. Ồ, cái khu vực này là cái khu vực của tụi nó rồi. Này làm được bộ giáp nhưng mà kiểu bộ giáp đó chống quên rồi. Mà sao anh thấy nó không có ghi thông tin mấy cái bộ đồ này lên đây ha? Chống quên hả mắt? Ừ. Amethyst 4.0 lên trên đây. À mấy viên ngọc á nó cần cái Khao Essence á là mấy cái quặng Khao nãy á nó nâng cấp mấy viên ngọc đó, cường hóa mấy viên ngọc đó nữa. Wow, chơi hồi là nhức đầu luôn mấy đứa. Ô nó cần trao quá em ơi, ngọc cần trao để cường hóa lên là Super Gen. À đó đúng rồi. Dạ ổ cũng là mình bây giờ nhiệm vụ của mình á là phải cần trao mình bắt đầu cường hóa ngọc lên từ những cái ngưu ngọc này nào mình ép ra những cái bộ đồ nó mới xịn hơn nữa. Yeah. Ồ, yeah. Bắt đầu tôi thấy cái series này nó câu giờ rồi đó. Ok, em đã được xem vào đây. Mỗi lần chết. Ôi, ủa nghĩ nè, là mỗi lần chết cái nữa. Nè, ôi. Mấy cái động khao nè, chuối lấy đi. Chào. Ơi bình tĩnh. Rồi mất luôn. Rồi vậy là nó cần cúp. Cúp gì ta? Cúp hơn cúp này rồi, cúp này không có đào trao được rồi. Cái cúp gì đập được ta? Trời ơi, nó làm tôi sợ quá mấy đứa ơi. Giờ bây giờ chỉ còn một cách là phải thử cái cúp kim cương rồi, cái cúp kim cương nữa mà không được nó là hơi chịu luôn á. Đúng rồi. Ở đây nói chung là ngọc quá trời nè, bây giờ mình phải ngọc này nhiệm vụ là chủ yếu để cường hóa ngọc lên nữa thôi. Cường hóa ngọc hả? Ừ, cường hóa ngọc thêm một cấp nữa bắt đầu. Mình xài những cái ngọc mà đã cường hóa bắt đầu mình ép đồ nó mới xịn. Lúc đó là 100 anh em quá giật ra mình tăng luôn á. Super Charge Violet Safari. Trời ơi nhìn mấy viên ngọc đó nhìn thấy quả chạy đầu. Ôi trời ơi. Bây giờ nói chung là đánh dấu ở đây đi, ở đây tạo quyền point được nè. Đúng rồi, Chimney với Buren tối nay livestream SML 6 giờ đó, bạn nhớ đón xem nha. Rồi bu ấy rồi đó.
Bu gì rồi đó? Không, ý là bu kiểu đặt cái waypoint ở... có cái giường ở đây. Bu đặt cái waypoint rồi. Ở xóa cũng mệt ghê. Ai đó? Lắm. Đó, rồi. Bu đặt cái waypoint ở chỗ khe ao rồi đó. Là có gì mai mốt mình à, có cái cúp kim cương mình xuống dưới. Còn bây giờ thì... Cái này. Chết rồi, mình đói rồi. Anh có nên chết rồi, anh TP qua em không nhờ? Nếu anh nghĩ đó là quyết định à... Ồ. Các bạn như đâm tép luôn. Mỗi lần mình stream mà các bạn nhận thông báo nha, theo dõi mình Twitter. Ok, cảm ơn bạn Hoa Rosker nhiều. Anh có 3 cục ngọc vàng kìa anh, chú làm cái cúp đi, nó đào nhanh hơn đó anh chuối. Bắt vàng. Ba cục này hả? Hello đi. Như cục vàng đào nhanh hơn rồi. Không, tùy theo cái tính năng đó. Bu thấy là cái map pack này Redstone dường như là đã bị lãng quên. Raze. Trong khi Bu lại chuyên về Redstone. Đào nó tới 110 luôn. Như bình thường. Cái cục ngày thì tốc độ nó 11 nhưng mà nó chỉ level attack speed. Thì nó kiếm attack speed. Ok, ở đây có rất là nhiều. Hello. Hả, à, vậy là mình làm cái cây cúp này đào 11 nó đào nhanh hơn nè. Wow. Bây giờ để, không, bây giờ là cần chuối, bây giờ cần cây cúp mà hả kiểu level 3 á, mới lấy được cao á. Okay. Em nghĩ cần cái level 3 mà hả level. Đâu? Có con quái vật gì trên kìa. Cái gì vậy? Thôi TP xuống dưới đây. Xuống đây mày. Chuối vẫn ở đây hả? No. Anh dưới đây mà. Quái vật. Tìm cái compass. Đâu để bu coi coi. Chưa đánh đi nha. Ôi có một cái weapon loot. Ê hết hồn được. Hết hồn chuối. Làm tưởng nào tới không à. Ê nhịt. Buồn quá, một giờ anh ăn cơm, em ăn cơm mà đi học rồi. Nhưng mà cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Đây các bạn có thể xem trên đây livestream. Thôi khỏi. Ờ, toàn mấy... Rồi, kiếm gì này? Super không? Hả? Lại xàm rồi, có 7 đam à. Thì sao? Không. Khỏi mua. Bây giờ em... Ấy, nó... Em không biết cách nào để lấy mấy cục Keo nè. Coca Zero. Kim cương đi. Ờ, à, đúng rồi, chỉ còn cái cây đó thôi á, trên này còn không... Bu là không biết cây nào khác nữa rồi. Đó à. Ê, Bu có ở trên kia không? Không, tôi đang dưới đúng đi kiếm kim cương. Đúng rồi, con trai. Có kim cương mới cho anh em ở lộn mà. Đồ có sắt hết đó chứ ơi. À. Đồ nhiều quá. Để coi. Ê, cái có cái bạn cái phó này dơ quá. Ôi, dơ quá. Dơ quá là sao? Mập. Dơ quá giờ rớt vô người hoài à, bụng mình. Anh lên. Mày xạo không? Bu. Hả? Có cái mod nào xóa cái bạn khảo phó không? Ừ. Khảo phó là mod gì ta? Cái đó là bên sai mặt lời em với trên này cũng bị dính rồi. Ow. Hay quá. Chỉ còn trên này luôn. Chỉ còn cách là quăng à, nhưng mà hiện tại thì bên sai mặt lời em với trên này đang rất là hùng mạnh. Có đây là tụi mình rất là tồi tàn đây. Rồi xong cái hang này rồi. Thôi đi lên nãy giờ à... cũng kha khá đá quý rồi. Ngon quá. Anh chấp. Đi ghê vậy. Giờ trên này là thuộc dạng là khủng bố và mafia gì rồi. Chỉ điều hơi chưa đi đều máu là còn 3 cục nữa. Đúng rồi anh thích là gì, miễn là con gái là được rồi bạn ơi. Đừng tin nó lừa đi. Mà giờ giả lộn quá là gì. Con gái là đủ rồi. Giờ thật giả lẫn lộn nữa, các bạn nhìn đó là con gái mình chưa chắc là con gái đâu. No. À! Ủa trên này đang ở nhà hả? Không. Ủa vậy dạ, có ai ở nhà để tôi bơi không? Ờ, reset lại đi ông ơi, nó dịch thật lắc lắc rồi ông ơi. Dịch thật lắc lắc rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, ok anh tới livestream tới 1 tháng. Coi là ở nhà không? Đúng rồi, mình livestream tới 1 giờ rưỡi lần. À rồi phải mày. Anh cho em hỏi là ra ngoài đường đó rồi. Ok em muốn hỏi gì? Hello bạn nào đi học thì xin chào nha. Đi đào xuống cho đi. Đi học vui vẻ nha. À anh đang đổi công ty hả? Đúng rồi, anh đang ở chơi ở công ty. Chiêu chiêu.
À, ở đây có sắt nè. Thôi không ai xuống dưới nhà tôi là phải chít cái sự chạy. Ủa có bu hả? Có bu, có bu. Bu mới vừa chạy tới thôi à. Bu mới vừa chạy tới thôi à. Bu đâu biết chuyện gì này xảy ra đâu. Hay quá. Nhớ đường về luôn ghê à. Nhớ xong nhớ. Bu ơi hết sắt rồi. À bây anh giờ là bây giờ còn một cái loại quặng mà Bu đang cần, đó là cái Flu Flea Purse gì đó. Đây để nói chung là bây giờ quặng nào nó có thể cường hóa lên level 3. Black Ultra Grace Sword. À cái quặng đó nó Flu Flea. Bu đang cần cái mấy cái miếng đó để Ủa có đồ nâng cấp hả? Ủa cái này trồng được. Oh what the hell? Gì quặng mà trồng được bất giỡn ba? Không vậy, như nó không phải quặng, nó là một cái loại lốc gì mà dịch cũng được, nó giống như tấm vải vậy á. Mình cần nó. Nhưng mà bây giờ tạo kiếm nó đâu đây ta? Công ty anh là gì mà anh không làm việc hết? Bây giờ anh đang stream là anh làm việc rồi đó em ơi. Uống Coca thường đi, Coca Zero giờ ẹt à. Coca thường thì uống mập lắm em ơi. Bạn nào mà uống cái đó thì dễ béo lắm. Mình thì mình ăn kiêng, mình giảm cân, mình tập tạ nên mình không có uống Coca với Pepsi thường. Mình uống cái nào mà ít đường á, không có đường á. Coca Zero là nó chắc chắn là nó Zero luôn. Buồn quá, 1 giờ đi học rồi mình thì bây giờ mới nghỉ luôn mà. Đâu 1 giờ gửi lần. Bây giờ mới có 12 giờ rưỡi mà. Còn sớm chứ. Anh mở bài Mi Harry Fan hoặc là Smooth Freestyle Beat đi. Smooth Freestyle Beat. Vậy. Đó là gì? Vậy thì nó cũng là dạng beat để freestyle thôi, có gì đâu. Nhưng mà em không nghĩ fan yêu fan beat. À bố bố tem đơn 48 cục sắt đó nha, xoài thoải mái luôn. Ờ keyword thì beat đó. Tin bây giờ chơi tới bây giờ thì mới biết là hả sắt nó kiểu bây giờ mình đồ mình quá xịn luôn rồi, chơi mấy tiếng đồng hồ trong cái series này. Ơi con quỷ thôi mày nhìn tao ủa nó phun lửa trong người mình kìa. Ơi đùa nhau nữa. Cái kiếm cái cục gỗ rồi, hay quá, cục gỗ auto smelt, auto melting quá. Cái amethyst pickaxe của mình nó bị phá vỡ rồi. Oh my auto god, melting. Mình quăng vô đây để mình làm lại một cái cây mới. Mình sẽ làm cái cây này. Cây này vì tốc độ của nó tới 110 lần, còn cái cây kia tốc độ nó có 90. Nhớ là ban đầu tụi mình cái mục đích tụi mình là xây nhà đồ này nọ, bây giờ bỏ mục đích đó luôn rồi. Ê, từ nhanh, không. Từ tiện cái cấp đó nó có tác dụng gì đó. Thấy mục đích kia nó cao cả không cô ơi? Kiếm đồ, ôi mập nó chơi lửa rồi. Bây giờ tìm nãy giờ không có viên kim cương luôn, công nhận nó cái map phái này nó hại ghê. Không viên kim cương còn kiếm kim cương thì có 4-5 cây. Hay quá. Đúng rồi, tìm không thấy viên kim cương mà kiếm kim cương thì nhiều. Mấy cây, lấy mấy cái epic ra mở rồi, chúng ta try hard mở cái này ra coi được cái đồ quỷ gì đây. Trời ơi, tại mấy đồ xàm là xàm không vậy? Xàm. Trời ơi. Ôi, một cái đĩa. Còn này, một cây kiếm. Rồi, anh thấy hết vui rồi nha. Ôi, thằng nào đánh tôi vậy? Mà cái đồ quỷ. Ai cần đánh bay. Short case. Trời ơi, mấy cái bao này toàn là đồ quỷ không à. Mấy cái bao này đúng lừa tình luôn á. Giống như mấy cái bao em CSGO tàn xàm xàm lừa tình đúng không? Bao CSGO à. Bây giờ mở gương nó còn vui hơn nữa. Ờ vậy thôi anh em ở nhà ngồi mở gương đi, buồn quá. Cái này giống như mở loot box à. Trai hát mở loot box. Trời, wooden spear. Trời ơi, nó dài dễ sợ. Helmet. Ồ, có một cái viên ngọc gì nè. Bây giờ mở thức ăn là vui nhất, là mở mấy kia nó không có ngon cỡ nào. Không có ngon tí nào. Hay giờ mở được hai ổ bánh mì cặp đỡ. Một cái cung nè, một cái hộp có một cái cung. Helmet. Có con nào đang bay bên anh vậy? X.
À, cái hộp này là cái hộp Archery Chest Day. Ok, Netherrick. Ok, này không cần. Lacking K. Ok, mình cần một cái quần luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ try hát mở hộp rồi các bạn ơi. Và sau đây là chúng mình sẽ giống như là Loopbox TV. Ôi, ơi, 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 Ethereal Hundreman mặc helmet. Bây giờ mình sẽ giống như Loopbox TV rồi, okay, mình sẽ try hát mở hộp cho các bạn coi. Anh ơi, mày! Mình đang mở nhạc rồi đó. À, mà mở nhạc có bạn quyền này. Một cây kiếm màu đỏ chưa? Cây kiếm màu tiếp, cây kiếm màu... Ê, chúc bạn may mắn lần sau. Chúc bạn may mắn lần sau. Một cái katana dài ngoằng. Mình cần một cái cúp kim cương. Kiếm dài nè. Ê ê. Tôi không cần. Đúng. Mạnh phép nha. Một cái mình cần một cái mũ kim cương hoặc là một cái mũ bá đạo gì đó. Chú ơi cho nè chú. Đây 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 đây, cho nè chú. Rồi nó cho một cái mũ ly thời gia luôn kìa. Thôi bớt giỡn đi. Rồi quăng luôn. Ủa cái kiếm nào dài á? Ủa em được chặt cái mũ cắt mà. Cái cây có cái cây dài quá trời dài luôn kìa. Em cho đi dài mà. Trời ơi, Jenny đi dài quá kìa. Anh chú ơi. Hả? Em mới cho anh cái bộ sắt mà, protection luôn á. Thôi, ủa protection, anh dục rồi. Thôi đó, anh chụp cái bộ da như bu nhầm, bu cầm á, bu cầm nhầm á. Ha 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 ha. Hình như bu cầm nhầm cái chuối, cái mũ bu sắt gì á. À đúng rồi, bu cầm nè. Ôi, cái này nó cùi bóp quá, không mở đâu. Nè chuối, mũ sắt nè. Có cái này nó cũng cùi bóp quá, không mở đâu. Bây giờ chỉ có mở thức ăn là bớt thất vọng một chút. Mở thức ăn à? Ôi! Được thức ăn xịn kìa. Ô! Ôi anh em à, ăn mực... Ừ, từ từ. À... ơi, mực chiên giòn, mực chiên giòn mắt ơi. Chú ơi, mực chiên giòn trên này ơi. Mực chiên giòn. Thôi thôi, không ăn thèm. Mực chiên giòn đâu. Không anh thèm. Em hỏi cái này, chúc anh có làm series mới. Nếu không có thì gợi ý làm cuộc siêu phiêu lưu của cậu bé chuối nha. Cậu bé chuối. Cái tên rất là sao chuối. Nghe rất là chuối luôn á. Nghe nó rất là... à. Để mình suy nghĩ, về cái điều đó. Trời ơi, cái mũ gì vậy trời, cái mũ của Trung Quốc. I need time to think about it. Oh, no, no. Ủa gì vậy, mũ gì vậy? Mũ Trung Quốc đó ba. À, à, Suka, thằng nào đánh tôi vậy? Ờ, à, cái con gì kìa? Con quái mà. Ok. Đời mình không bao giờ ở yên sao. Ok, để mình ra. Ê, đừng có. Ê, chạy, chạy. Ôi bu ơi, tại tôi bị quýnh nó bu, không phải cho tôi đâu. Từ. Dục ba cái hộp này ra, coi hộp này gì. Vậy. À, hộp này được áo nè. Áo gì đây, áo gì xin xịn ơi. Quá áo gì vậy? Ê, áo này xịn nè, áo này tăng máu lên 14% luôn các bạn ơi. Cái vậy? Dục đồ này ra. Giờ cái này là gì? Ồ, cái này là quá là cùi bắp, dục ra luôn. Mình sẽ try hát mở hộp. Ô, lâu quá không ra xã bên này, giờ ra xã đã quá. Anh làm tiếp series thành phố Vinh Hình đi. Chắc chắn rồi, Bu Ranh trở lại là mình sẽ làm tiếp thành phố Vinh Hình thôi. Nhắc mới nhớ nha nhạy, nãy giờ không bị rắc rem, vậy là Bu xóa đúng cái mod đó rồi. Ha. Ồ cái enchant này không cần rồi. Ủa cái huê là cái gì vậy ta? Cái huê, cái photoshop cái huê. Cái hâu là cái cuốc á. Cái cuốc á, ê Bu nói là cái photoshop nè, cái huê. Nè cái huê. Kìa, coi kìa cái nĩa ba, trên nĩa lập coi kìa. À cái sản này coi có cái sản kim cương không. Ồ cái sản cùi bắp, không cần. Thôi cùi bắp dục. Để bộ coi thấy, còn gì nữa không. Bộ thấy chơi cái này giống như là đầu hàng nào nhiều lần đó chết nhiều nhất á kiểu. Là sao? Là giống như tính điểm vậy. Nếu trên này nè, trên này chết nhiều nè, trên này có công với tổ quốc là cả đống luôn đầu của trên này với anh Mac. Đúng rồi. Bộ ít điểm nhất nè, bộ có già cái đầu. Em là tuổi rồi, đang mát chết quá trời luôn.
Ồ, anh cho em vô team được không? Bạn phải nào muốn vô team phải làm gửi email về mình rồi nhắn các kiểu rồi họp lại rồi mình duyệt rồi mới xin vô team, mà phải trên 18 tuổi nha, đặc biệt. Ồ, mấy cuốn sách của Bắp luôn. À legging, à cái quần này nè, hy vọng là được quần kim cương. Anh kể tên từng thành viên của Uplup đi. Uplup thì Jenny thì tên là Siêu, mình là tên là Vũ. Jenny là Hoàng, Mark là Huy, Nấm là Nấm là gì? Nấm là Tuấn. Tuấn. Ê cái con gì vậy? Ấm cái con đó phiền ghê luôn á. Ủa trên này bị sao vậy? Trên này nãy giờ mất tích rồi. Anh ơi theo dõi bằng điện thoại làm sao? À thiên gia theo dõi bằng điện thoại vẫn được. Thì các bạn chỉ cần là bấm đăng nhập cái tài khoản của bạn rồi bên Twitter thì và các bạn click vào chữ theo dõi là theo dõi được à. À gì sớm mình vậy? Thấy mình đang đọc cái chat của bạn chắc chắn là bạn đã đăng nhập rồi. Stream gì sớm vậy? What? Stream 9 giờ ba, 9 giờ tới 10 giờ tới 1 giờ. Ủa vậy là nãy anh stream rồi. Đúng rồi, đang stream á. Ồ, em có gì muốn nói với fan không? Không, em chuẩn bị đi học đây. Imru thoát nè. Hey, à cái đôi giày này xỉn nè. Hồi nãy tưởng đang làm cái gì vậy? Giờ đang stream ta. Em mới chơi chơi cái mod back của Bin. Bù mỡ đã. Của Bin có cái cây mở giống CSGO vậy. Đúng rồi, nãy giờ đang mở đâu ba. Đã quá. À, nãy giờ trên đi ca khóc nè, mở cái khay với mấy cái túi nè. Mà nó nói giống cái xe go mở ra tàu đồ xịt không à. Tàu có giọng cười của ông Bảo à. Kiểu yêu đời vãi. Bảo quái gọi là chơi mấy cái trò cá cược á. Cái đó một đi là không trả lại anh. Không, cái này là ơi. Cái này là như kiểu tụi mình không có cần bỏ công gì hết, tụi mình chỉ cần lụm. Bất giỡn đi đào sát thấy bà luôn. Ok. Nãy giờ em đào thấy tía luôn rồi. Đi chơi, đi chiều dắt chơi. Vui vậy. À, bắt đầu hết hợp rồi đó. Mấy giờ tới mấy giờ? Bắt đầu hết hợp rồi đó. Em, cái này tới 1 giờ à. Trời, 1 giờ nữa chứ. Ừ, để bữa nào thấy bữa nào cho em vô chơi. Nó đút còn là quá giật không? Không, cho ông Bảo vô là bực thầy luôn rồi. Giờ cần là cần nó. What's up? Không, ôi thằng đi. Bảo kiểu thích dạng như là PvP là dữ lắm không? Vô đây thì cảm thấy sẽ gọi là anh em ta ngang hàng. Anh em ta ngang hàng. Anh em ta ngang hàng. Rồi, vô đây stream cười vui vẻ. Vô đây, vô em sẽ thấy 500 anh em ra PvP với em. Dạng như kiểu cái này gọi là đúng là cần tuyển chuyên gia sinh tồn luôn. Em vô sinh tồn vô đây. Luôn rồi. Đứng ở trong nhà mà cũng chết luôn không biết sao. Bye. Thôi đi học. Bye bye. Bye bye. Ôi em, ôi. Em ăn mấy miếng thịt này em bị nỗi sợ hãi rồi. Ôi ghê quá à. Thôi rồi, hết bị rồi. Ôi chuối, anh có đói bụng không? Anh thử ăn miếng thịt này, anh bị kiểu bị ám ảnh á, bị kiểu ám á, quỷ ám vậy. Nè chuối. Thôi. Ở trên nhà quá trời quá giật luôn rồi. Nè anh thử ăn cục này đi. Cục này cục thịt của con quỷ á, ăn thử đi, lát anh bị cái hiệu ứng nó hồi máu cho anh nhưng mà anh bị cái kiểu gì á. Ăn thử đi. Anh đầy máu rồi. Đó, kiểu anh bị Hiếu ứng gì ngộ đây? Dạng như là bị nguyền rủa vậy kiểu. Áo anh thay cho máu. Mà cái áo này nó tăng lên tới 14% máu lần các bạn ơi. Tức là cái team này mặc định là team này chỉ có 5 team thôi. Nhưng mà cái áo này mình sẽ tăng team lên. À anh Pin Gamer sao không thấy trong đất? Thì Pin Gamer đó nè, hiện tại là đang đi bộ đội. Ý lộn, đang đi học công an các bạn. Thì khoảng tầm 2 tháng nữa Pin sẽ trở lại mà. Đó thì tụi mình sẽ chơi Pin. Áo này ô đồ tác sinh các kiểu rồi luôn mà nó cục cục bắp à, cho anh vô chi phản luôn đi. Rồi yêu
còn gì nữa ta? Ok, và ở đây có viên ngọc này. Nói chung là viên ngọc này là xịn nhất. Holy Odo. Và bây giờ mình sẽ làm một cái cây cúp này cho anh, cúp này siêu thớt luôn kìa. Thôi, có xài siêu thớt được, nó không có ra quặng. Rồi ta. Công nhận cây Butcher Blade nãy Mac đưa em mới xài nó sướng ghê luôn. À, Jenny chừng nào ra Myrap sa mạc lời thì tối nay là Jenny có livestream Myrap sa mạc lời á, bạn nhớ đón xem nha. Quỷ. Mày con quỷ giống mặt tao hả? Hai cái là mình đã giết nó chết rồi. À, tối nay thì khoảng 6 giờ Jenny sẽ livestream Myrap sa mạc lời tới 9 giờ, các bạn nhớ đón xem. Chà, giờ đó hả? À. Thấy thì trước đó cũng được, 5 giờ rưỡi cũng được. Ok. Miễn là tôi đủ giờ em đi làm được rồi. Ok ok. Hoa kiểu mấy bữa nay em bận rộn luôn á. À, anh cũng thấy là em bắt đầu bận rộn. Ý là bây giờ lát mình xong là bắt đầu edit là tới nay vừa rồi. Vậy như là lúc mà edit thì em đi ăn. Tại em chưa ăn trưa nữa. Ừ. Chật đây chật đây. Ô ô, cái con mang cây gì vậy? No, super plan. Trời ơi, nó đông quá vậy. Cái cúp này level 2 à, không đào được trao em ơi. Đâu, anh ừ, bây giờ chỉ có cây cúp kim cương rồi, em xem hết rồi. Bây giờ chỉ còn cây cúp kim cương là mới giúp được mình thôi. Vậy bây giờ mình phải kiếm kim cương và đi xuống tầng 11. Ừ. Em cũng mới bắt đầu quải rồi, em nghĩ là em nên tắt quay. Nãy giờ em quay à? Nãy em quay là hơn mấy tiếng rồi đó. Quay từ lúc mà mình bắt đầu, anh bắt đầu bật stream ấy kia. Ok thì chúng ta sẽ cắt khúc và ok. Thôi để anh stream xong rồi mình đúng đạo đúng nhanh luôn á. Mình ấy xong rồi vừa. Bu 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 bu. Ừ. Cây anh level 11 phải không? Nó đào cực lẹ luôn. Đúng rồi, cây anh tốc độ mà 11 lần Marap SML đó anh, đúng rồi. Chiều nay Jenny với Bu sẽ live Jenny với Jenny livestream, còn Bu sẽ quay. Thì có gì các bạn nhớ đón xem resource pack của anh là gì vậy. Resource pack của mình đang chơi là Raiden Den. Là con rồng nó thấy, nó à nó cái cúp của mình đào nhanh không? Yeah, lại có KO. Yes, chúng đào ta nhanh có hơn cây cúp kim cương luôn á. Bạn nào thấy cúp mình đào nhanh bấm số 1 đi. Mình có quặng KO tiếp rồi chú ơi. Ok, KO là chị trao hả? Ừ. Tại hôm bữa em đọc trao mấy bạn kia nói anh đọc sai rồi. Thôi bây giờ đọc cho mấy bạn vui. Cái âm cho mấy bạn vui. KO. KO. KO hay KO gì ai biết. Nói chung là miễn sao là biết. Biết nó là. Ủa cái con này là con gì vậy? Tầng này tầng mấy rồi ta? Tầng thứ 10, 20. Bây giờ chúng ta phải lên xuống tầng 11 để kiếm kim cương. Đó, mà nó số 1 của bạn rất là nhiều. Trong đây có thêm một cái hang đặc biệt vô không? À, bây giờ anh đang đi xuống tầng 11 để anh kiếm kim cương đây. Có kim cương rồi bắt đầu mình sẽ làm được mấy cái cúp trao rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn. Yeah, chúng tôi đã thấy cánh tay của các bạn rất là nhiều. À, mà restore nó cũng hết luôn. Chúng ta hãy cùng sell yeah. Sell yeah. Chết rồi, buông chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ok. Hình như bên đây có, theo mình thấy là bên đây có dung nham. Theo cái bản đồ thì gần dung nham nó cũng xác suất là nó có. Gần dung nham là nó có xác suất của kim cương.